thọ thật xong á sư. Cho em đó đi từ Cà Mau lên đây hôm qua, tối hôm qua ngủ ngoài trạm thu phí để muốn gặp sư, và cũng phát tâm với gia đình nữa chứ, là giờ là đi tu. Có thể đâu anh kêu kêu em trai vô nãy chia sẻ mà đứng khóc quá trời luôn. Vì nãy con hỏi là ở nhà thì em trai làm vựa cá, rồi giờ phát tâm đi, giờ giao lại cho người em với một đứa lính làm, rồi buông bỏ tất cả để đi theo cái hạnh. Đó, dạ em trai vô đây nè, tôi kiếm tình. Rồi xích vô một chút, ngồi xích vô một chút. Tùy duyên. Tùy duyên thôi, pháp dạ. Mình tu, mình tự nguyện mình tu thôi chứ không có nhận á. Tại vì sư Chí Hải cũng đang trong quá trình là học tập thôi. Đó, cho nên là tùy duyên. Sư Chí Hải thì cũng cơ may là đi ra ngoài sư Nhân Tuệ, nhưng mà đến đó thì cũng đi theo tu tập theo sư Minh Tuệ, nhưng mà được con cái là được ba mẹ sư Minh Tuệ nhận làm con nuôi, dạ. Sư Minh Nhuận thì sư Chí Hải cũng giống như sư Minh Tuệ, thì học theo cái hạnh của sư Minh Tuệ thì phải cũng giống theo, không nhận đệ tử, tùy duyên mọi người, đúng không sư? Dạ, cái này thì tùy duyên thôi. Cũng không nhận mà cũng không đuổi, dạ. Đó cũng để tùy duyên. Cái này thì trước mắt thì mọi người cứ suy nghĩ cho kỹ đã. Tại vì cái này đi thì cũng mình buông bỏ hết á, nó cũng khá là gian nan á, nên mọi người suy nghĩ kỹ. Với lại mình cũng hỏi với gia đình cái, gia đình coi gia đình có chấp nhận và ủng hộ mình không, để kiểu như cái hướng đường phía trước của mình đi cho nó, mình khỏi phải lo lắng, vấn đề gia đình. Cái này thì riêng bản thân con chia sẻ vậy thôi. Vì là em trai hiểu chưa? Tức là sư cũng không nhận mà cũng không đổi, tùy tâm tùy duyên mình. Đó, đây là mình không có, giống như sư Minh Tuệ cũng không có nhận đệ tử gì hết. Sư tại vì sư, các sư cũng đang tu tập thôi, đang tu học, học tu thôi, cho nên là cũng không có nhận gì hết. Thì giống như là em phát tâm thì em đi theo cái hạnh đó thôi, chứ còn mà mấy sư đây là cũng không có nhận ai hết. Vâng, thì bây giờ mình cứ suy nghĩ kỹ đã, với thời gian hiện tại bây giờ kiểu ví dụ mà mình đắp y về nè, với mình xuống cấp mình đắp y về nè, kiểu mình ở cái nơi mà không phải là địa phương của mình á,
kiểu họ cũng không có, không có giấy tờ đồ phỏng vấn rồi cũng khó khăn lắm, cũng hơi khó về cái vấn đề đó. Thì tình hình bây giờ thì kiểu mấy sư nào ở địa phương nào thì về đó đó, mình ở đâu tới Cà Mau, nếu Cà Mau thì ví dụ mà mình đi bây giờ mình đi tới đây đó, thì nếu mà mình bận nghi về nặng cái túc tóc rồi đó, nói chung là kiểu phải gì lại Cà Mau ha, đúng rồi, phải sợ là phải về lại dưới mình học tập đó, nên là có gì thì mình cứ suy nghĩ kỹ vấn đề đó đi, bắt đi hay là gì đó, thì mình cứ bận đồ về mình suy nghĩ kỹ vấn đề, cử một thời gian mình đi coi như thế nào đó. Cái này thì con không có nhận hay là con không có đủ rê gì cả, cái đó là tùy duyên mọi người thôi. Ý của sư chỉ nãy nói là khi sư đuổi thì không đuổi mà nhận thì không nhận, là tùy duyên. Với gia lại đang trong cái quá trình này nó hơi khó, mà mỗi người đều tu tập phải vì địa phương của mình á, cho nên là nếu mà em có tu tập là ai làm được hay anh hiểu là như vậy á, là tại vì địa phương người ta sẽ đưa về á, thì em cũng coi theo dõi và em cũng hiểu rồi, biết rồi, cho nên là mình dừng lúc này là mình cũng còn chưa có gì hết, cho nên là mình còn suy nghĩ lại chứ không có gì mà phải ái hết. Giống như hiện tại bây giờ em cứ chưa có xuống tóc, chưa đắp y, thì em một người bình thường thì đúng, em đến đây mình trải nghiệm, đến địa phương ở đây thì em cũng phải trình qua đêm để em phải trình báo đó. Rồi, nếu mà mình còn nếu mà em mà đắp y á lên với em xuống tóc á là em phải về lại địa phương để mình ở chỗ nào thì mình về đó mình để học tập tu tập ở địa phương. Như tụi anh chia sẻ gì tụi anh cũng đâu có ở nơi địa phương này đâu, tụi anh cũng về lại Sài Gòn hoặc là Bình Dương hoặc là chỗ khác, nói chung là cũng như chỗ nào thì ở chỗ đó, cũng không ở địa phương này nhiều. Nếu mà ở địa phương này nhiều á thì mình ở một hai ngày hai ba ngày gì đó, làm từng nửa tháng gì đó là mình phải lên trình báo, tại vì mình dân xứ khác lại. Như trong ngày thì được nhưng mà qua đêm thì là không được, ở đêm thì qua đêm mình ở được, nhưng mà những khi mình ở được thì người ta gặp mình là ta hỏi giấy tờ mình, tại vì mình là lạ mặt mà. Đúng rồi, ta phải em tờ, nhưng mà mình chưa cư trú một nơi một là mình phải trình báo, cái đó là phải bên, tại vì bên tại chỗ người ta quản lý cái địa phương mà, cho nên mình phải hiểu điều đó. Thì thời gian qua em xem tất cả video á thì em cũng biết cái vấn đề đó mà. Trước khi mà em hướng cái này, em đi cái hạnh này là em phải xem kỹ những cái thông tin và những cái video trên đó. Tại vì video của tụi anh là chia sẻ thực tế đó, mình trước khi mình quyết định gì mình phải tham khảo kỹ và tìm hiểu kỹ đó, coi cái có vướng bận gì không. Chứ sư thì sư đâu có, sư Chí Hải thì đâu có mà cái quyền gì mà đuổi hoặc là nhận đâu, tại vì sư cũng đang trên tu con người tu tập á, giống như là sư Minh Trời cũng hay nói á, cho nên là mình hữu duyên thì mình nói thôi, còn mình hết duyên thì thôi thôi. Không, nói chung á là anh, tụi anh không biết đâu, nhưng mà tụi anh, nhưng mà chia sẻ em với thầy, em theo sư thì sư không có đuổi và sư cũng không có nhận, nhưng mà đối về ở mặt địa phương về an ninh trật tự thì khi mà giống như ở địa phương đó mà xuất hiện một thanh niên lạ mà ở ngày này qua ngày nọ thì bắt buộc thì ở địa phương đó người ta sẽ mời em về kiểm tra giấy tờ, rất là khó, cũng khó xử cho sư đó. Đúng rồi, sư về đuổi. Dạ. Đúng không? Mà nhận thì cũng không có, không có cho nhận. Nên em phải cân nhắc cái vấn đề đó. Nhưng thí dụ hôm nay em hữu duyên gặp được sư rồi thì sư nói chuyện với em nãy giờ gì đó, thì từ cái đó em về quê bắt đầu em tìm hiểu thêm đó, rồi bắt đầu em muốn xuống tóc đắp y thì em ở tại địa phương em
đó, giống như ở địa phương nó tạo được, ở đó chính quyền ta tạo điều kiện cho mình á, thì mình đi vòng vòng ở địa phương đó. Với gia lại em mới nữa, em đi đi theo mấy sư rồi biết chung nó dễ bị phòng đó. Tốt nhất là mình về địa phương, mình về đến đây mình thỉnh lễ mình gieo duyên rồi mình cũng phải là về địa phương cũng được. Cho nên em phải suy nghĩ thật kỹ, giống như ban đầu nãy anh với anh Duy Minh chia sẻ vậy đó. Mình phải suy nghĩ thật kỹ mình mới đưa ra cái quyết định được. Đúng rồi, còn em phải lên xã em trình, mà còn mà quan trọng là em phải có địa điểm em ở nữa, phải có ở nhà người nào. Quan trọng là có bà con hay không nữa. Ở đây là người ta không cho hai sư ở chung một nơi, cho nên là nó cũng rất là khó đó. Nên mình nghĩ kỹ đi, tại vì giờ mình vẫn còn bình thường, nói chung là mình chưa có gì hết, mình không sao. Nhưng mà mình xuống tóc, mình đã làm mình nguyện rồi, đó. Rồi cái lúc đó nó mới là phải giữ giới. Còn này thì mình chưa có xuống tóc, chưa có ấy rồi. Cho nên là mình suy nghĩ kỹ lại. Thì thầy chỉ ăn buổi sáng rồi thôi, là nghỉ rồi tới ngày hôm sau mới ăn nữa. Ốm cũng tốt. Nhưng mà ốm thì nếu mà có sức khỏe mình ổn định thì cũng tốt, thì nó cũng đâu tốt thôi. Thì nếu mà mình ốm mà kiểu như mình bị mất sức hay là mình có vấn đề gì đó thì nó khác. Còn nếu mà ốm mà sức khỏe mình cũng tốt, còn ổn định thì em không tốt.
xong quá không hợp á, cái thấy người ta đối cổ mình dập dập đường á, phải sót à, và con chơi quá khó à, ra ảnh của thầy là khó nhất là thầy. Vâng, theo riêng con này là cái ảnh ngủ ngồi á, đến giờ con cũng vẫn chưa có ngủ ngon được, vẫn tập vẫn đang học tập thôi. Thấy khó à, và mình phải trải qua thời gian mình tập luyện mới được, thì mới vô mình muốn được luyện hết thì đâu có được. Nó quá đơn giản hả sư? Thầy đi ai không làm được thì con cũng đang tập á, mình tập mình mỗi ngày, cái này là con ngồi tập mỗi ngày luôn. Mình ngồi kiết già thì đưa chân trái vào trước, rồi xong rồi chân phải nằm ở ngoài, là chân trái lên trên và chân phải lên sau. À, vâng vâng. Con kiết già đưa kiết già chân phải lên trước và. À vâng. Vậy. Lúc trước con không biết, con cũng vậy đấy. Cái gặp được cái sư phụ Minh Tệ đây, sư phụ hướng dẫn lại. Mà con thấy kiểu mà ngồi để chân phải lên trước thì nó đỡ đau. À vâng, đúng rồi. Ngồi chân phải mà để lần trước á, thì nó ngồi nó đỡ đau, ngồi được lâu hơn, nhưng mà cái đó nó không đúng, nên là đổi lại. Đổi lại thì nếu chân trái vào trước thì nó hơi đau. Nhưng mà mình thấy là đúng. Bây giờ là số là con đã qua hết rồi, qua hết mấy cái hạnh kia rồi, chỉ còn có hạnh ngủ ngồi là học tập thôi. Nói chung là những hạnh khác thì mình cũng phải trau dồi, mình cũng phải tập luyện mỗi ngày để cho nó tinh tấn hơn á. Thì cái này cũng tùy duyên thôi, thường thường thì nếu mà lúc trước thì thôi được xong thì con nghỉ ngơi một tí rồi cho nó xuống thức ăn đó, thì con sẽ đi bộ hành. Còn ví dụ mà đi mà gặp thôi thật xong mà gặp trời mưa hay gì đó thì mình mới ngồi lại, thì nào hết mưa mình đi. Nhưng mà thiền thì chỉ thiền tốt thì và nói chung là thiền thì mình phải lựa cái thời điểm nào nó yên tĩnh đó. Tâm cơ thì lúc trước con cũng có rồi, kiểu nó mang nó cũng nặng đó, với vấn đề bây giờ con đang dùng cái cây trào nó cũng được rồi. Cái này mình cứ giữ lại đi, mình có khi mình sẽ dùng tới đó. Dạ. À vâng, con thì lúc trước con cũng làm tóc đó, nên là tâm cơ là con cũng có đầy đủ, cái nào con cũng có cả. Tại con cái này hiện tại bây giờ con rất là con không cần rồi, con đang dùng cái cây chảo đó để nhận tấm lòng của mình, thì mình cứ giữ đó đi. Chắc con nghĩ nếu mà mình thấy giữ có thời gian mình sẽ cần tới đó, mình cứ giữ đi. Thầy nhận một thống này như thế nào? Cái này cái nắp này nè. Ôi, nắp kinh đó hả? Dạ. Thầy đang con cũng có luôn rồi. Cái này để lại hành trang cho mình đi. Nói chung là sư đầy đủ hết trơn. Con bây giờ là dư luôn chứ con còn thiếu nữa.
Thôi hữu duyên gặp đợt sư như vậy là cũng tốt đẹp rồi. Có tâm rồi Phật tính mà lo chứ không cần phải mình phải trơn mà kia nhận mình mới được được phước hay là gì đâu. Đúng rồi. Mình có cái tâm là Phật tính rồi. Học tập với con cũng chả có gì cả. Thì Nam cũng xin phép kết thúc video nghe cô chú chị.